Ê biết ông thương không? Ông thương nào? Thương cho tấm thân cơ hàng, ngập ngụy lắm nhìn con đò sáng ngang. Mộng vàng ngày hóa cho tàng, khi trên xe hoa ai đón đưa nàng. Đến duyên từ đây đến đoàn. Hôm trước thằng kia, thằng bên LCK nó đánh con Liệp Lăng nó lên gương vô danh. Vậy giờ mới đánh con Ari mới lên được không? Nhưng mà mấy ông có biết là có một thời con Ari là từng được bích xuống đánh AD chưa? Tức là lên AD bình thường luôn nha. Không biết thời đó không? Thật ra thời đó thì ít người biết, hiện tại thì ít người biết lắm. Tại cái thời đó lâu lắm rồi. Đâu mà mùa 5 mùa 6 vậy là sau đó nữa rồi. Mùa 2. Trời. Gặp ông này hoài vậy. Hôm nay tôi hôm qua tôi ngồi tôi ăn xong rồi tôi coi cái clip anh nói gì Sena. Thật ra cái clip đó tôi không biết là có cái clip đó. Nhưng mà tôi coi cái clip Sena reaction clip anh này nói về nó. Xong rồi tôi mới biết. Đúng rồi anh ha, thời đó gì cũng vui, stream anh cũng vui, giờ thì đỡ vui rồi, toàn kỹ năng nên em xem toàn bị ngộp. Đúng rồi, giờ cơ năng nó căng thẳng quá. Nhiều khi chơi phải giãn cơ mặt ra cho nó đỡ căng chứ. Hồi xưa có một cái thằng, nói chung là nếu mà nói về cái độ trẻ trâu ở trong ranked Việt Nam á thì nó không có gọi là top 1, top 2 gì hết trơn á, nó là cha của tất cả. Vậy mà anh có thể tưởng tượng được là với cái anh xuống cao thủ không điểm đi anh ơi, ở dưới em còn xem kênh chốt cấu hài được chứ ạ. Con Nidalee nó bẹp tôi. Mấy ông có tin được là hồi xưa có một thằng trẻ trâu hơn cả thằng Sena không? Không tin được không? Thằng Sena tới thời anh Vũ BM mà nó còn dám kiếm chuyện thì mấy ông nghĩ đi, thằng nào trẻ trâu hơn được nó? Vì mà có thằng trẻ trâu hơn nó, trong rồi sách giao kiếm nó luôn, nó sách giao kiếm nó trong team net luôn mà. Ác ôn thật. Giờ tôi mới biết cái câu chuyện đó chứ. Sao cô ơi, làm gì đi sao cô? Game bẫy gà. Game này game bẫy gà rồi anh em à. Game bẫy gà. Có cái gì đây? Lord of the Ring. Có nó kìa, nó xếp hàng kìa. Dính. À mà né được. Ông mà chết pha đó tôi lại em luôn không sao cô? Cái quần què vậy sao cô? Chết làm gì không? Trời ơi mấy gà! Nguyên cái quần què vậy? Rố mày ăn được con cua đó Nidalee. Mày sống nha, mày phải sống nha. Mày phải sống cho bằng được nha. Cô ăn mạng ngon hơn hay là tôi ăn mạng ngon hơn ta? Tôi nghĩ tôi ăn ngon hơn. Tại vì cái tác dụng của con Sako thì nó tới đó là tới đó. Có ăn nhiều quá nó cũng đâu mạnh hơn nhiều đâu. Ôi Rakan kìa. Rakan nó mới làm cái gì vậy? Tôi record cái pha đó lại, tuần này tôi gửi cho Riot làm The Benta được không? Cái pha gì rồi của con Rakan á. Trời ơi dắt gà chưa? Ông nghe cái gì vậy? Gà chưa? Trời có dắt kìa. Dắt. Mà dắt không biết chơi liên minh cái gì mấy cha ơi. Trời ơi. Hay thế, dắt hay thế nha. Biết chơi đấy, nói chung là cũng được đấy. Ây da. Sao mày quýnh tao? Gà chưa, giết luôn mà. Hụt chiêu quá trời nhưng vẫn giết đấy. Tại sao anh thấy lòng trong rộng khi đã trải qua bao rung động. Rồi nhìn yêu thương trôi đi, kẻ bấn như không còn gì. Cho dắt chết cái được không ra gan. Rồi hai mấy anh em mình làm gì làm. Rồi dắt gà chưa kìa. Trời ơi hai con gà. Trời ơi thôi nghỉ. Hello A, lần đầu em donate vào bay tụi nó. Kiếm từ dâu. Ồ nó đi đường đó rồi, nó đi đường đó mà đi đường này. Mục tiêu luôn. Hãy lẹ chị lẹ. Ooh!
Và những thiếu em cuộc đời anh vẫn tươi tắn và hối hả. Bài Bích Phương đúng không anh em? À, chỉ là em giấu đi của Bích Phương hả? Đúng rồi. Thật ra thì nhiều khi mình nghe cái đoạn hát đó, mình không nhớ được là cái bài đó là ai hát. Nhưng mà mình ngồi mình suy diễn đi, là cái đoạn đó ai hát thì sẽ phù hợp nhất. Giống như thí dụ như là một thế giới hư ảo nhưng thật ấm áp, em xuất hiện như những băng da đen bóng dần tan đi. Bài đó thì chỉ có ông Sigo mới hát thôi. Làm sao mà có ai hát được mấy cái khúc đó. Nói chung là ông Sigo á, ông biết hồi xưa là ông gặp phải cái chuyện gì mà tôi nói mấy ông nhạc của ông sầu, không được cái bài nhạc nào mà vui luôn nữa. Giả mang thì chứ, ông chơi nhạc giả mang thì chứ. Có bị khùng không? À, cho hỏi có bị khùng không? Trời ơi, làm như sống được cái đó. Bật nút like đồ, làm như sống được cái đó. Quá trí. Làm sao để thua game này anh Musk? Dạo này anh đánh khó thua lắm. Dạo này anh đánh cháy. Nói chung là dạo này anh đánh hơi bị cháy. Hôm bữa Riot mới gửi mail. Riot nói là mình Riot có thể lấy cái suột live stream mà Musk đang like nè, thay vì like trên kênh Cường Mấy Núi thì like lên kênh LCS LC LAC luôn được không? Tức là thay vì cho khán giả coi LCS nó buồn ngủ quá thì để kênh stream của Musk lên coi. Mà Musk nói không được. Vậy thì kỳ lắm. Coi stream Musk cháy mà. 500k liệu nó có thua không anh? Không, anh không bán, đã đó là không bán buôn rồi mà. Sao vậy ta? Cố chấp thế nhờ. Ơi, Nam Mô Di Đà Phật. Pha này là đi rồi. Trời ơi, ai cũng có lúc sai lầm thế nhờ. Cuộc sống mà ai cũng phải sai lầm thôi. Nếu can tâm yêu một người hết lòng thì đâu có nghĩa là điều ngược lại sẽ đến đâu. Trời ơi, nó quýnh con hiệu gai như con chó luôn. Nhưng mà cũng đúng thôi, đâu có phải là mình yêu một người hết lòng thì điều ngược lại sẽ đến đâu. Nó gõ gà Sigo. Nói chung là tôi thì tôi không có đồng ý cái chuyện Sigo hát nhạc buồn quá, nhưng mà riêng cái câu đó là tôi đồng tình. Trời ơi, chỉ của JC á. Cho tôi ban vô sâu dữ vậy. Chết không? Không chết lắm. Rồi, ma bư. Ơi, em đã chạy đâu? Simite đi, có Simite không vậy? Mốt bà con thua tới nơi luôn rồi nghe. Chị ghê vậy. Rồi, tự nhiên cái ăn Baron như mấy mình nói. Trời ơi, bên kia nó mạnh tâm thần luôn rồi. Cái gì mà nó mạnh dữ vậy? Trời ơi, sao JC level 13? Ê, 15? Xong rồi 10 sáng. Vậy đó. Trời ơi. Ghê vậy. Trời, giết được người luôn kìa, what the. Ủa, tôi mạnh gì luôn hả ta? Gì đâu mà tôi combo quỷ Modern Kaiser có 1 cái 1.500 máu hay gì hết ơi. Tôi combo pha đó. Ê, đừng ăn rồng. Đừng ăn rồng 4. Cảm ơn. Đừng ăn. Hồi mất rồng 5 thua đó. Đi mất là chỉ thua đúng rồng 5 thôi chứ không thua được cái gì đó. Tới rồi đó. Yeah. Ghê vậy. Yeah.
có đồng hồ đó nghe mấy bộ. Ôi, tôi giết đường này luôn á. Đó, tôi đam kìa. Đó, giờ giết luôn mấy bay. Anh mất xuống để anh bảy lên stream đi ạ. Ấy, hết mana. Ôi. Hèn luôn á chứ. Còn gì nữa đâu. Ồ, win luôn. Win luôn. Chi cầm mồm luôn. Cầm mồm luôn mà. Chửi sao cô quá chửi luôn. Không thua luôn. Im ghé, dây xì im ghé.